Đây là hầm tù điện gió các bạn, rất là cao vời vợi luôn, phong cảnh đẹp, rất là dãy đồi núi này bạn, rất là chill luôn. Rồi các bạn nhìn thấy không, quá tuyệt vời các bạn ạ. Còn chần chờ gì nữa, nào chúng ta đi thôi. Cái trụ gió rồi các bạn ơi, bây giờ mình xuống mình xem luôn các bạn nha. Wow, nhìn khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, khổng lồ luôn các bạn. Ở xa thì nhìn thấy nhỏ lắm các bạn, nhưng mà là gần thì nó chiều cao to và khổng lồ không tưởng nổi luôn các bạn. Rồi các bạn nhìn thấy không? Rồi, nếu mình ước tính từ mặt đất đó, các bạn lên đến trên đỉnh các bạn chắc cửa phải 100 đến 135 mét nha các bạn à. Các cái chiều dài cánh này chắc cửa khoảng là 60 mét các bạn. Và chiều cao không tưởng luôn, chắc là cửa khoảng 20 tấn luôn, cánh quá. Ồ, sân bãi này rộng lớn luôn các bạn à. Hình như ở trong đó nó có một cái đường thang đi lên, chắc là người ta sẽ đi thang máy lên các bạn à. Lên trên trụ cabin ở trên kia các bạn. Nào bây giờ mưa rồi các bạn ơi. Anh em mình sẽ tìm điểm tập kết cắm trại thôi các bạn ơi. Đi nha. Sau khi bung lều ra thì trời cũng hết mưa luôn. Bây giờ anh em mình đang dăng đèn cho nó đẹp. Một bên là sa mạc nè. Một bên là điện gió. Mình đứng từ xa ở đây mà vẫn nghe tiếng gió của tu bin nó hú luôn anh. Công nhận công suất nó lớn ha. Dạ. Mai mình nghe gào 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 luôn. Cái thảo nguyên này cỏ cháy này nhìn đẹp ghê á. Rồi, sau 5 phút công tác chuẩn bị thì anh em mình đã chuẩn bị xong.
đèn đốm đồ đã đầy đủ, nhưng mà chờ chút nữa trời tối mới bật. Bây giờ bật lên không có thấy. Bây giờ vô dọn cái giường bên trong nữa là xong. Anh em mình sẽ nấu mì ăn. Wow, công tác đã chuẩn bị xong rồi các bạn ơi. Rồi. Mát mẻ quá. Nấu bằng đá nha các bạn, mình sẽ đi nhặt đá đây. Sôi rồi à mọi người ơi, đây mình chuẩn bị có trà nóng uống rồi nha. Hôm nay thì mình làm một bữa cơm trà nhanh cho nên không có gì ăn cao sang các bạn, có mì quá nhẹ nhẹ thôi nha. Thì hôm nay anh em mình chỉ cắm trại ở cách khoảng xa mấy cây trụ thôi, bởi vì gần mấy cây trụ không có cắm trại được, bảo vệ người ta không cho. Đây là sa mạc màu trắng này. Bên đó cũng có một cánh đồng gió các bạn. Mình ngồi đây thì gió nó cũng nhẹ nhẹ à, nhưng mà công nhận cái cây quạt gió này nó quay mạnh ghê ha. Chắc trên đó gió nhiều hơn, gió cao á. Cái này là công suất hàng số này. Dạ. Nhìn xa thì nó nhỏ mà lại gần thấy nó tôi bị như những cái cổng thân này lớn luôn nghe. Dạ. Lúc đầu anh không biết là không biết tại sao người ta lên cây đó, nhưng lại gần hóa ra là mình thấy có cái thang. Dạ. Mình chắc nghĩ là người ta đi lòng ở trong nó lên thôi. Chắc bên trong đó có thang máy chứ đi bộ lên chắc xong rồi. Nó vẫn có thang bộ để dự phòng, nhưng mà cơ bản là để vận chuyển đồ lên đó sửa chữa thì chắc phải là thang máy. Chắc bằng thang máy ha. Dạ. Tại vì nó cao tới gần cả 100 mét lận mà phải không anh? Đúng rồi, tầm 100 mét. Wow, nước sâu rồi cả nhà ơi. Mình chế bình trà, mình ngồi nhâm nhi để ngắm cảnh nha các bạn. Wow, cuối cùng còn được mình nước sôi. À, ngon quá. Vừa nhâm nhi trà vừa ngắm cảnh cả nhà. Không gian đây rất là đẹp luôn. Đi chơi trải tấm thảm đi, mang theo tấm thảm đi lý tưởng luôn cả nhà. Mình ngồi này dưới đất nè, có thể là yoga cũng được nữa cả nhà. Ngồi thoải mái mát mẻ luôn, không gò bó nữa. Mệt quá tao có thể nằm ngủ luôn các bạn nè. Nhưng mà cảnh đây rất là lý tưởng luôn, mát mẻ. Vừa ngắm được bãi cát của Bầu Trắng các bạn, vừa có thảo nguyên, và bên cạnh đây là dãy tù điện gió các bạn.
thấy rất là lý tưởng luôn. Tối còn có thể ngắm sao nữa. Đúng rồi, trên cao này là tối là có sao nữa nè ha. Dạ. Lý tưởng. Đã quá các bạn ạ. À. Không gian bao la rộng lớn quá. Wow, thật là mát.